Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hôm trước thì mình có làm một cái video là khảo sát cái tuyến đường ở bản Tống Ngoài, mà hôm trước đã làm được 3 tập rồi đấy. Còn một hôm cuối cùng thì vẫn đang chờ vật liệu thì để mấy hôm nữa làm ấy. Thì mình đã có những cái thước phim quay qua một gia đình khó khăn, đó là một em trai 12 tuổi mà bị mù hai mắt. Ở trong một cái gia đình mà phải nói là rất là nghèo. Bố mẹ thì đã già rồi và gia đình rất là nghèo, em ấy thì cuộc sống rất là khó khăn. Thì sau vài hôm thì mình có nhận được một tin vui đến với em ý. Và vài hôm sau thì mình có nhận được một tin rất là vui cho em ý và gia đình. Đó là Mạnh Thường Quân tên là Kha Thi Trần muốn hỗ trợ em ý là mỗi tháng 300.000 từ lúc 12 tuổi đến năm 18 tuổi thì thôi. Đó, và hôm nay thì chị có gửi một chút tiền để mình mua gạo này, mì này, rồi là giày dép, quần áo. Đấy. Số tiền hôm nay thì mình mua hết là 1.305.000. Hai bộ quần áo 520.000 này. Gạo 50 cân nhân 120.000 là 600.000. Dép là 120.000 và mì tôm là 65.000. Tí nữa là mình phải gọi A Chư ở trong kia nó ra nó chở hộ các bạn ạ. Không, cái xe mình này 50 cân gạo không lên được cái dốc đấy. Như các bạn biết là đường ở trong đấy nó rất là dốc và khó khăn. Ok, và bây giờ thì xin mời tất cả các bạn cùng theo chân mình đi vào trong bản Tống Ngoài để vào báo tin cho gia đình các bạn nhé. Xin mời các bạn cùng theo dõi video. Sao mình chưa đi lấy đít à? Chưa, lúc đấy đi lấy là nó bảo là anh cũng chửi cái chứng minh kia đấy, sau rồi chưa được. Gửi rồi mà. Gửi rồi nhưng mà nó chưa làm được hết là chứng năng ấy. À. Đấy, chẳng bao gạo lên. Tống Ngoài. Ừ, Tống Ngoài đi. Tống Ngoài anh mới không đi được ấy. Tống Ngoài chịu like bằng này cơ mà. Chịu. Không lên được dốc. Này tí giả, nhớ nhắc anh giả cái bơm cho anh Ninh tối qua đi. Đi đêm về thùng xăm. Ninh nào? Trong cái kìa. Có anh phải mượn bơm về đấy. Ừ. Thế là nó hẹn bao giờ được cái đi biển này? Ông bảo là khí năng thì nào được thì nó gọi điện ra. Nhưng cái số mày thế nào mà tao gọi mãi không được ấy. Máy ở nhà. Mất sóng à? Chà, mất sóng cả, măn máy của thằng say lên. Hôm nay mặc quả đuôi tôm ấy, cu te thế. Cá tóc kìa. rộng như kiểu tổ quạ. Rồi, lê đường. Em ơi, bơm đi xong với. Ừ, trông nghe đẹp. Mỗi thằng 2 lít. Ừ.
Đây, hai anh em đã đến nhà trưởng bản A Lử rồi các bạn ạ. Vừa mới gọi trưởng bản chắc là sắp về đấy. Đi đâu ạ? Ừ, nghe thấy tiếng xe ở dưới kìa. Không biết là đây, về chưa. Trưởng bản ra ngoài bản một tí các bạn ạ. Vào đây hôm nay trời khá là đẹp. Vâng ạ. Ui ui, nhà có con trâu to thế cơ. Bé thôi. Con này là to, con này kéo xe, kéo xiếc tốt nhờ. To thật. Sướng nhờ. Con này bây giờ được khoảng mấy chục triệu rồi chú? Mẹ 45-50 à? To thế nhờ. Lâu lắm mới nhìn thấy con trâu đẹp này. Trâu này còn non nữa chứ nhờ. Vâng, non rồi mà. Con này được mấy tuổi? Đánh tháng 12 là mới 6 tuổi. À, đến tháng 12 này mới được cái 6 tuổi. Vâng. Đẹp thật, trâu đẹp thật. Đây, trường bàn lử vừa về đấy các bạn ơi. À, hôm trước cái hôm làm đường ấy, có chị Xuân Đới. Chị ấy thấy em bí thư, em ra trưởng thôn, trưởng thôn lử với lại bí thư rất nhiệt tình quá thì chị có gửi một gói cà phê với gói kẹo tặng cho em là cái chỉ đạo rất là nhiệt tình, trẻ và nhiệt tình đây. Nhá. Cảm ơn nhé. Chị Xuân Đới trong Bình Dương miền Nam. Gói cà phê uống thử thưởng thức cà phê miền Nam. Cảm ơn. Rồi. Còn cái công trình đường là bao giờ? Cái công trình đường là em nhiều việc quá, thế thì ngày mai ngày kia là tía hành lang, mà bây giờ là làm cái đoạn ở dưới kia anh ạ. Dưới nào? Ở dưới suối dưới kia. À. Thì cũng bàn giao cho đồng chí bí thư là em suốt ngày đi như này thì để cho đồng chí bí thư chỉ đạo bà con và làm nhanh cát sỏi để mà tía hành lang. Rồi, rồi. Làm nốt cái đấy. Ok nhé. Bây giờ anh em mình đi chưa? Vâng, bây giờ mình đi. Ừ, nhé. Đến nhà rồi các bạn ạ. Ui dồi ôi, đang quay cảnh đi đường thì máy hết pin. Không thể nào mà rời tay xuống được. Tí nữa còn lùi xe lại cơ. Xe chứ mà kể cả lái 50 cân cái đoạn đấy chắc không lên được. Đúng không? Xe anh thì chịu rồi, may còn hai bao nhỏ 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 đấy đấy. Có ở nhà không em? Có. Bố mẹ nhà hết gì? Gọi dậy đi. Cái đường ở đây nó dốc lắm các bạn ạ. Dốc kinh khủng luôn đấy. Xe mình nó cũng yếu nữa. Nắng nhỉ. Yeah. Ừ. Nhưng mà may cái là trên này nó mát. Đây là bố của em trai mù hai mắt đây. Em tên gì này ấy nhỉ? Hàng A Hờ. Tên nghe cũng khó nhớ vết này. Hàng A Hờ. Hai ông bà này thì năm nay là tầm khoảng bao nhiêu rồi? 50 chưa? Chắc tầm tầm đấy rồi đấy. Dạ. Tầm 50 chưa? Áo áo gì mà chả có cái cúc nào này. Biết nói tiếng Kinh không? Anh có tính cho 50 lần. À, 55 tuổi à? À. Vợ có nhà không? Đi đâu rồi? Dạ, phụ lâu cho chị chứ nhận ạ. Chuôn ảnh này. Chuyện chứa. Kìa, em trai Hờ đã về kìa. Nó đang đi chơi ở trong bản đấy. Bản là đó. Mù hai mắt, cầm một cái gậy. Đi gì? Ừ. Nó đi từ bé rồi đâm ra nó đi khá là thuần thạo. Đi quên. Quên hết đường rồi. Không phải sợ ngã, không sợ lạnh nữa. Ừ. Không được học từ bé đâm ra không biết nói tiếng Kinh các bạn. Đi đâu về đây? Biết nói không? Cười á. Ui si à? Ui si là đi chơi à? Vào nhà đi, nắng lắm. Mà cái áo này nóng quá nhỉ. Áo này áo rét đấy chứ. Mùa nóng thế này. Hàng A Hờ. Trui. Hả? Được, quay được. Nhìn cũng được. Chú ơi. À cái gì nhỉ? Hờ.
Hờ, ngồi sang bên này với bố, cạnh bố tí đi. Ngồi bố cơ. Mới dít thùng cho chiều. Rồi nào đó. Mẹ cũng đi đâu về à? Mổ du là cái gì? Xem ống nước. Xem ống nước à? Gầy quá nhỉ? Ừ. Giờ này có khỏe không? Gia đình có khỏe không? Đấy, cũng lâu phết là không vào thăm cô chú rồi. Hôm nay nhìn thấy là vẫn khỏe, thế là tuyệt vời rồi. À, nhà chú là cô chú là mấy mấy đứa? Bây giờ còn mấy đứa? Nhớ thua cho từ mình nhuôn à? Nhớ thua chồng ăn. À, chỉ còn em này với lại em này thôi, đúng không? Còn ba đứa, một đứa đang đi học với còn hai đứa, còn đứa mùng ba nữa. À, ba đứa cơ. Còn ba đứa. Hôm nay cháu vào là cũng báo cáo câu chuyện với gia đình như này. Thì hôm trước cháu vào thăm gia đình ấy, cái hôm mà đi khảo sát đường ấy, thì có tình cờ là vào đây quay những cái thước phim về một chút về nhà em Hờ này, à về em Hờ này, thì đã được một nhà hảo tâm ở bên Mỹ ấy, chị có tên là Kathy Trần, có gọi là muốn giúp đỡ em Hờ này. Tức là mù 12 mắt này thì mù 2 mắt 12 tuổi này thì là chị muốn giúp đỡ là mỗi thằng 1 tháng là giúp cho em Hờ là 300.000 đến từ 12 tuổi đến 18 tuổi nhá. Đấy thì nhà mình chắc là cũng không biết chữ, không đi học đâu đúng không cô chú ấy, thì hôm nay cháu nhờ trưởng bản chỗ Lử cũng lên là người gọi là có uy tín nhất ở trong bản, đứng ra để xem là làm một cái thẻ ngân hàng để người ở bên đấy, người chủ nhà tài trợ đấy, người ta sẽ chuyển tiền về cho A Lử này hàng năm, mỗi một năm là 2 lần nhá, tức là mỗi tháng 300.000 thì 12 tháng thì nó là bao nhiêu nhỉ? 3.6 triệu đúng không? Thì chia làm 2 lần, gia đình sẽ nhận 2 lần vào tháng 6 và tháng 12. Tức là nhưng mà cái số chia đấy thì số tiền đấy thì người ta lại muốn là cái chủ tài khoản lại muốn là mua đồ, tức là nhận ra với trưởng bản thì có thể là trưởng bản giúp đỡ chủ tài khoản đấy, có thể là đi chợ đấy, có thể là mua quần áo này, giày dép, mũ nón hoặc là gạo ăn. Đấy, tại vì là cũng đưa tiền cho thì cũng em ý cũng mù thế này tiêu thế nào, và còn nó còn nhiều vấn đề nữa, thì cứ trực tiếp là cũng nhờ trưởng bản là mua đồ được thì rất là hữu ích mà nó thực tế. Số tiền thì vẫn nhận bằng số tiền đấy, hiểu không? Tức là mua đồ đạc thì nó thực tế thì có thể là đến tận tay cho em ý, đúng không? Thứ hai là đấy nha, cái đấy là chú phải nắm bắt thật kỹ nhá, không được là tháng nào cũng ra đòi trưởng thôn trưởng bản, người ta nhiều việc lắm nhá, không phải là tháng nào cũng ra đòi tiền người ta không có đâu, cứ phải đến tháng 6 và tháng 12 trưởng bản sẽ cùng chú sẽ đưa đi mua đồ cho em ý, quần áo, mũ dép, giày nón gì đấy, nó thực tế, hiểu không? Còn hôm nay thì chị có gửi quà trước, đó là 50 cân gạo này, một thùng mì tôm này, 2 bộ quần áo này, 1 đôi dép cho em bí. Chưa ơi, bốc vào nhà hộ anh với. Nhắc vào nhà hộ anh với. Đấy, đang ở ngoài kia. lấy gạo, lấy mì tôm vào đây hộ anh với. Đấy, thì hôm nay là chị có gửi trước là tiền, đây là 1 triệu nhá. Còn các cái quà thằng Chư nó đang mang vào kia, cầm hộ cháu nhá. Đấy, còn về từ bây giờ đến tháng 12 thì lấy 1 lần nữa. Vào tháng 12 nhá, tức là gần Tết ấy, thì đi xuống gặp trưởng bản thì sẽ mua các cái đồ dùng gia đình hoặc là những cái gì thiết yếu nhất cho em ý. Quần áo đâu em? À, ở trong này, quên mất. Quần áo này, lấy cái đôi dép ở ngoài ấy cho anh ấy. Đây, vẫn ở đây nốt. Đấy, rút ra luôn cho anh. Đôi này to lắm quá anh. To không? To không? Thử xem vừa không?
Thử luôn thế nào. Dép này 120.000. Dép này bền lắm. Đây này, cháu cũng đi dép này đây này. Đi vào thế nào? Vừa không? Vừa. Đấy. Đẹp. Đẹp trai hẳn lên gì nữa. Trong bộ quần áo cho nó mặt luôn. Ừ, thử luôn cái bộ quần áo này đi. Đấy. Đấy, vợ đi mua mình. Mình cũng cứ áng áng thôi. Cởi cái áo rét ra em ơi, nóng quá. Cởi ra. Sao mặc áo rét đi, hết chắc hết áo à? Đấy. Tươi phết này, này, cười đẹp trai phết đấy chứ. Đến 18 tuổi thì nó cũng đỡ một phần nào cho cô chú và gia đình. Và nó là quá tuyệt vời luôn cái một cái hành động thật là ý nghĩa đối với gia đình cũng như là đối với bản thân em Hờ này. Cuộc sống thì quá vất vả, mù hai mắt không làm được cái gì cả. Suốt ngày ở nhà. Nó có nấu cơm được không? Giúp bố mẹ được không? Không nấu được quá à? Hả? Chú? Nấu cơm được không? Nếu làm mỏi cho nó nào. Đấy. Quay lại sao nào? Không nấu được. Ồ, đấy. Đẹp trai hẳn lên gì nữa. Cái quần thay vào trong cái thay vào xem nào. Cho cả bộ đi xem vừa không. Mua hai bộ mà đúng không? Ờ, cái ngắn cho nó mát. Ngắn đi, cái dài để sau. Hai bộ các bạn nhé. Đi, đi vào trong kia thay ra. Đi trong buồng đi. Đấy, ok, đẹp, đứng lên nào, đứng đứng lên một cái để nhìn thế nào. Đứng lên cái thế nào. Đứng lên, đứng lên. Đấy. Một cây nhá, đẹp trai như Hàn Quốc nhá. Rồi, ngồi xuống rồi. Quá. Nó không nghe được một câu tiếng Kinh nào á? Không. Ồ, không biết một câu tiếng Kinh nào luôn. Chỉ có tiếng Mông thôi. Không người học, không đi hành. Đấy nhá, cô chú nhận quà hộ cháu nhá. Hôm nay có quà như này thì chú là bố của em Hờ này. Xin gửi lời cảm ơn cho chủ nhân món quà vào đây. Cháu ơi. Nói tiếng Mông cũng được. À, nói tiếng Mông cũng được. Hà Lũ Mông đi lo nào. À. Ô cháu à. Ô cháu nữa à? Tùng Vy Tung nữa. À, Tùng Vy Tung nữa. Là như nào? Ừ. Ô cháu cảm ơn của lên xong rồi. À, phiên dịch à? Cảm ơn anh. À. Cái này là cảm ơn cái chị gái ở tận bên Mỹ cơ. Cháu chỉ là người bắt cầu nối thôi. Thì cũng thay mặt gia đình thì cũng cảm ơn cái hộ gia đình nhà họ Tân chị ở bên Mỹ là có cái món quà về cho gia đình cái em Hờ, gọi là hai cái mắt không nhìn thấy gì, thì chúng cái nhà họ Tân ở bên Mỹ nó cũng tài trợ được lần này, và thay mặt gia đình cảm ơn chị rất nhiều. Rồi. Xin chúc chị sức khỏe, hạnh phúc. Rồi rồi, cảm ơn em. Đấy là những cái lời cảm ơn gọi là chuyển lời từ gia đình. Chú ấy cũng không nói được tiếng Kinh nữa. Rồi được rồi, hôm nay là lên đây báo một tin rất là vui. Thế là nhìn thấy em tươi cười hạnh phúc như này là quá tuyệt vời rồi. Cảm ơn gia đình nhá. Bây giờ thì cháu xin phép đây. Đấy, hôm nay là có nói chuyện ở đây, có cả hàng xóm ở đây nhá. Chứng kiến nhá. Chứng kiến hộ cháu nhá. Đấy. Thôi, gia đình với em nghỉ nhá. Cháu cũng xin phép đây. Cháu xuống bản một tí nhá. Cố gắng động viên cháu. Không đi học được thì cũng buồn một tí, nhưng mà thôi, khỏe khoắn. Bây giờ mà có một cái công việc gì mà dành cho em ý, mà cái kiểu mà cho hội khuyết tật ấy nhỉ. Nếu mà bác nào mà có quen biết hoặc là có những cái mối quan hệ về các cái hội hay là những cái tổ chức nào đó mà để các em có công ăn việc làm, thì có thể là liên lạc với mình để mình có thể giúp đỡ, tiếp tục giúp đỡ em ý. Chứ không là bây giờ về cuộc sống em ý cũng khá là vất vả. Công việc thì gần như là không làm được. Đấy, bây giờ mới có 12 tuổi, còn cả một cái tương lai rất là dài nữa. Thôi, cháu xin phép nhá, có gì cháu sẽ báo lại gia đình sau nhá. Rồi. Ô châu nơ. Ô châu nơ.
Xin chào nhá. Vâng, xin chào cô nhá. Ôi chào con ơi. Vâng. Muốn cho đứa. Giờ anh em mình đi thăm hộ gia đình nào nhà em nhỉ? Gia đình ông bà nhà quay tối tới đấy gì? Hả? Mang đi chút chú đi ở dưới kia, hộ sùng, thảo hoa sùng. Thảo hoa sùng à? Hoàn cảnh là cực kỳ khó khăn ở trong bản này đúng không? Rồi ok. Bây giờ thì anh em mình sẽ tiếp tục xuống phía dưới bản để thăm một hộ gia đình có hoàn cảnh phải nói là éo le mà khó khăn gần như là nhất ở cái bản làng Tống Hoài này các bạn ạ. Chúng ta tiếp tục nhé. Ây dừa. Tận đâu em? Hả? Đây tận đâu? Dưới này à? Tiếp tục đi xuống phía dưới bản này, cái hoàn cảnh gia đình này là như nào em? Ở dưới này à? Ừ. Hoàn cảnh gia đình là hai vợ chồng đầu không kiếm cắm được làm ăn, và là chồng thì cũng ngu dở dở, vợ thì cũng thế. À, thì... tức là đầu óc là không không bình thường. Đây á, cái nhà này á. Ờ. Nghiêng thế cái nhà này. Bỏ mua được vừa mấy con gì đi đây nó rồi. Chết xuống rồi. Ồ. Không có nhà được quá. Ồ, chống cửa rồi. Nhưng mà không gặp người nhà. Thế à? Hai vợ chồng đều gọi là đầu óc ngơ đúng không? Thế là không gặp người ở nhà. À. Cả hai đời hết á. Thế đấy, thế đấy, bây giờ nó tôi đi nó chữa thì vẫn nói bình thường mà đi kiểu quê đó này. À, như kiểu là cái não nó không chỉ đạo được, não chân không, tay nó không chuẩn nữa. Nó đi thì có lúc thì nó bình tĩnh, có lúc thì kiểu đơ đơ nó... À. Đi vắng hết rồi các bạn ạ, đây này. Nhà đây. Có một cái nồi. Một cái nước, hai nồi. Cái bát. Hai cái bát. Đây có mấy bao thóc chắc vừa gặt về à? Cái bao này vừa cầm một chiên rồi, vừa làm kiếp nhà, không có một cái gì. Chúc cho đến bàn này đó. Ừ. Nhưng mà hai ông bà này là nuôi mấy mấy đứa con hả em? Hai đứa con. Ba mà... đứa và một đứa lấy chồng rồi, đứa lấy chồng cái hình của nó đây này. À thế à? Hình của nó đấy. Rồi nó lấy chồng rồi đúng không? Một đứa lấy chồng rồi còn hai đứa con hai nhỏ. Hai đứa kia là đi đang đi học bên xã. Thì là đây may chồng, may ra là nó đi kia để cái nhà trường nó nuôi ăn nuôi học 100%, hai ông bà nó tự lo liệu cho hai đấy, còn lại hai đứa kia là nhà trường nó lo liệu hết. Hai ông bà dở nuôi hai đứa con thơ, cũng gặp ở đây chứ nhỉ? Đây các bạn nhìn cái giường đây này, cái giường này chắc là của con nằm hay sao ấy. Cây đúng là mấy cái cây trống lên mà bé khoảng cái này ngồi chân chắc là thò ra ngoài quá à, nằm ấy hay làm gì đủ kích thước, cái này chỉ được mét người ngồi lên rất đắt hết rồi, chắc là gãy nhỉ. Gãy khổ thế nhỉ, không gặp nhỉ, ở xa không
Làm ruộng ở xa không? Ở cao cao qua rồi cao tí, Tà Vắng. Ở gần thế này, cầm chết đi em đi gọi anh nhờ. Đi gọi, tôi gọi về hộ anh cái. Cầm chết đi em đi gọi. Đấy, phải nhờ là thằng em đi like bà chủ nhà hay là chú về để xem quay trực tiếp cho các bạn biết. Nếu không không thấy người. Nhưng mà thật sự là cái già này quá nghèo. Thì gặp chủ nhân không biết là như thế nào nữa. Nghèo khó khăn nhất xã đúng không? À nhất nhất bản đúng không? Vâng. Bình thường ngày thế bảo là ngày lúc nãy em bảo là ngày xưa là không ấy à? Dạ. Vợ ngày xưa là không bị đâu đúng không? Vâng, ngày xưa là không bị, nhưng mà từ năm 2004 thì bị cái cơn bão, cái cành cây đang đi làng nương, gió to, gió thổi cái cành cây bay vào được cái đầu. Đấy. Đập vào đầu. Vâng, sau mới đi cấp cứu được khoảng 2 tuần viện, về thì đầu óc rối loạn không tỉnh táo như trước. Bây giờ thì cũng bị thương vào chân, cho nên là bây giờ đi là một chân trước một chân sau, đi kiểu say rượu ấy. Tập tễnh đấy gì. Vâng đấy. Thế còn chồng là bị ngơ ngơ từ ngày chồng xưa à? Thì ngơ ngơ từ xưa rồi. Đấy, vừa mới chờ thằng em đi đón về khoảng gần 1 tiếng, chắc là 1 tiếng đồng hồ rồi đấy. Mới về đến nhà. Bây giờ ông bà đã về rồi các bạn ạ. Xuống xem gặp mặt một chút. Đây à? Chào nhá. Mùa dù. Đi làm ruộng về à? Bắt tay nữa. Bắt tay à? Bắt tay. Khỏe không? Không. Tức là nói không biết không thành thì thành lời đâu không đúng không? Đi làm ruộng về à? Mà chế à? Mà tao chế à? Ôi thế này thì nuôi nào con. Cái cột này còn đưa thế này thì em bảo là chịu gió nào được. Mưa gió nó mới sợ chứ. Này. Phía này là phía bên ngoài nhà này. Cái nền lở hết vào cả chân nhà rồi. Đấy. Hai ông bà. Chân chưa chân xong chưa bị. Tập tễnh. Xin chào nhé. Sao lại cho gà ăn ở trong nhà thế này? Không có sân nữa. Sao ra ngoài sân nó ăn chứ? Ôi. Cổ. Đi tập tễnh. Đúng là hai ông bà. Thật sự là cần các mạnh thường quân là cố gắng có thể giúp đỡ cho gia đình hai ông bà cho bớt phần nào khó khăn. Thật sự nhìn cái cảnh tượng mà các bạn lấy gà vào trong nhà mà chăn như này, các bạn biết là như nào rồi đấy. Đây. Ngơ. Không biết gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả chị Lự? Gần 50 à? Gần 50 rồi đấy. Tiếng Kinh không biết câu nào đúng không? Không biết câu. Tiếng Mông cũng ùa ùa thôi đúng không? Tiếng Mông cũng không biết hết. Tiếng Mông không biết hết á? Ừ. Xem bà vợ. Thật sự những cái cảnh tượng đau lòng. Sao lại có những số phận, những người mà nó rơi vào những cái hoàn cảnh khó khăn éo le đến thế không biết được. Biết nói tiếng Kinh câu nào không? Không biết câu nào đâu. Không biết câu nào à? Nói đơ đơ á. Hỏi tiếng Mông bao nhiêu tuổi, tầm tuổi nào rồi? Tầm tuổi thôi, khoảng tầm 47 à? Nuôi được nhiều gà không? Nhiều lo, một tiếng cay nữa. Có một hai con mà nó bây giờ đang vào nhà ăn đấy. Thế con cái nó đi học hết à, mỗi hai ông bà? Vâng, hai đứa đang. Thế là tối đến là nó nói về đúng không? Không, nó đi cả tuần. Chủ nhật về. Vâng. Thứ bảy chủ nhật về. Vâng. Đấy, hai ông bà ngơ mà nuôi hai đứa con đi ăn học cái này thì vất vả. Quá vất vả. Cảm ơn thằng em nhá, vừa đưa ông bà về.
Nhưng mà thật ra là muốn nói chuyện một tí với bà nhưng với ông nhưng mà có biết nói câu nào đâu. Biết nói về không ngồi được xe em mà... Không ngồi xe được á? Không ngồi được về diễn rồi cháy hết em sợ chân gì mà. Cháy dép á? Ôi giời ôi. Về vừa rồi ông xả xong. Chịu thật dẫm lên kiểu ông xả mà cũng dẫm được. Bởi vì là hai ngày không có phải bộ mà còn ngoài vào xe không ngồi được thật. Đưa cho bảo là anh rể trở lên anh rể bảo ôi cái bà này chắc không ngồi được xe em bảo không ngồi được thì cũng đi từ từ để cho anh lay anh này cho em lay cô này cho anh rể bảo thôi chắc không ngồi được đâu. Thế không đưa không được em lay ba về không được từ từ về chỗ nào không đi được thì cho đi bộ sợ nhỉ. Coi như là dẫm vào vào ông xã mà để đi về thôi. Không biết để và để chân nữa. May không bỏng chân đấy chứ. May là cháy dép thôi. Khổ nhỉ. Thôi hôm nay thì vào quay để các bác mạnh thường quân. Những ai mà có thể là giúp đỡ gia đình được bớt khổ phần nào thì giúp đỡ. Còn có hôm nào anh em mình lại quay lại nhỉ. Đấy, các bạn đã biết được cái hoàn cảnh gia đình phải nói là cực kỳ là éo le. Hai vợ chồng già, có tuổi. Một người thì ngơ từ đầu ngơ từ trước, một người thì bị tai nạn, cũng ngơ cùng luôn. Hai vợ chồng già, khó khăn nhất cái bản làng Tống Ngoài này. Nuôi hai đứa con đang học cấp 2. Bác nào có điều kiện thì có thể là giúp đỡ gia đình. Có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Cũng muốn nói chuyện dài dài tìm hiểu gia đình một chút thế nhưng mà ông bà mà không nói được mà cũng đầu óc cũng không tỉnh táo như này thì mình cũng không thể nào mà tương tác được nhiều. Thôi hôm nào anh em mình quay lại. Cảm ơn nhá, cảm ơn thằng em đã like ông bà về. Cảm ơn trưởng bản Lữ. Thôi hôm nào anh em quay lại nhá. Xin chào nhá. Bắt tay cái. Về nhá. Cái này ví dụ mà có ai giúp đỡ thì trưởng bản có thể là cùng anh em người nhà giúp đỡ ông bà không? Có. Có thể gì? Vâng. Rồi, ok. Nếu có gì thì làm thì bố em sẵn sàng giúp hết. Sẵn sàng giúp. À, sẵn sàng giúp đỡ gì? Sẵn sàng giúp đỡ. Rồi, ok. Thật là mọi người ở đây cũng rất là muốn giúp đỡ gia đình các bạn ạ. Khi mà ví dụ mà có vật liệu hay là có các cái đồ vật để có thể là giúp đỡ ông bà thì các em ở đây sẵn sàng các bạn nhé. Rồi, hôm nào quay lại, có quà thì sẽ thông báo cho trưởng bản sau. Đấy, khuyên mất là... Đây, đưa tiền xăng cho A Chư. Thôi, lên. Cầm đấy, hổ lai gạo từ ngoài thị xã vào mà. Thôi, rồi. Rồi, về nhá, cảm ơn nhá. Cảm ơn, về đi. Thôi, về nhá. Xin chào. Hẹn gặp lại nhá. Rồi. Hẹn gặp lại. Ok. Lên vào nhà em chơi. Khỏe nhá.